Thì ra mùa xuân hoa nở là vì VV Thanh Mai. Mình đang tập trung rất là nhiều những cái vùng hai đường viền hàm, vùng rãnh mũi má, và mình đi cái vùng khung mài bên đây rồi thì em thấy làm sao? Thấy cả thì rõ rệt luôn. Bên này là cái cơ mặt nó ôm sát vào cái line này, nó rõ ra nè các chị. Và cái đường râu rồng thì nó cũng mờ đi rất là nhiều. Đúng em rồi. Thấy là bên này cái da mặt nó căng hơn. Đúng rồi. Em thấy bên này nó thon gọn hơn là bên này. Đúng rồi. Cái này thực ra nó chỉ là cái kết quả ban đầu thôi, mình được chừng khoảng 10-15% hiệu quả thôi. Cái này về em về sau chừng 2-3 tháng sau, đến 6 tháng sau mình thấy hiệu quả nó còn ngày càng tăng lên nữa, mình thấy da nó càng săn, càng ngày càng săn lên cho em nữa. Dạ, vậy tốt quá. Mọi người có thể thấy là làn da của Kha nó được cải thiện rất là nhiều về độ săn chắc của cơ. Ra ngoài Kha đi làm á, không ai tin là Kha đã 29 tuổi cả, nhưng mà khi bạn bè có hỏi thì Kha cũng chia sẻ rằng là Kha đã tìm hiểu bên BBB Thanh Mai rất là nhiều, bởi vì Kha biết là bên BBB Thanh Mai rất là nhiều chị em nghệ sĩ đã tin tưởng và đến đây để chăm sóc làn da của mình. Cũng vì vậy mà Kha cũng hay thường tới BBB Thanh Mai để chăm sóc làn da của mình, để có một làn da căng và khỏe hơn. Và công nghệ Untherapy lần này là công nghệ nâng cơ trẻ hóa da, nó sẽ kéo cơ sát vào da và làm tăng sinh collagen. Chính vì vậy mà cái làn da của Kha lúc nào cũng trông như là 20+ vậy, chưa tới gần 30 tuổi. Và Kha rất là tin tưởng BBB Thanh Mai trong cái những cái mà về chăm sóc làn da cũng như là trẻ hóa làn da. Và bây giờ là Kha sẽ làm thêm phần bên mặt còn lại nữa, mọi người cùng chờ xem là sau khi mà làm hết khuôn mặt thì cái sự cải thiện nó sẽ như thế nào nhé. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký. Hotline 1800 6617. BBB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các